Chú anh chị thân mến, thứ bảy trời nắng hanh khô quá, cây cối mùa này đục đẽo thì quả là rất là lo ngại đấy. Mất nước mất như chơi cũng không đơn giản đâu các bác, mùa này rất là nan giải đấy. Thì hôm nay chia sẻ với các bác là sẽ cắt cái cây này. Thực tế không gian này thì các bác này nó không có nhiều này. Cây này nó chênh ảnh quá, chênh ảnh tày tán nó ghê, chênh ảnh quá. Muốn cắt cút đi cho nó ôm sẹo tí cho nó gọn gọn cây. Chứ cái bên này thì hơi sớm, bên này thực tế là hơi sớm, nhưng còn nhỏ. Bên này thì cắt được rồi, bên này đã từng cắt được một lần rồi các bạn ạ. Và chỉ nuôi một cái ngọn trên thôi, bỏ cái dưới này, đây là hai ngọn không xong. Một con cục kịch con này thì chắc hoàn thiện được tầm 18-20 phân cục kịch, nhưng mà hoành của nó thì khi là cũng hơn 20 đấy. Dễ đế riếc cũng tốt ạ, khá là ổn. Đang thay lá. Con này thì cũng có khoe một lần các bác rồi. Đây này mới đế, nhưng mà các bác nhìn chắc không thấy được. Đây này, mà bây giờ mà cắt đi xong rồi thay đất cho sang chỗ xốp thì ổn. Và làm dăm con này, con lão mai mini này. Đấy, thì làm cái cây này thì của bác bên Hàn Quốc bác gửi xanh um à, trước đổ một ít đất vào đây, nhưng thực tế bệ đế nó cốt chậu, nguyên cái chậu này là bệ đế này. Cốt chậu cây cũng cao, cũng tầm 30, cốt chậu lão mai mini. Có một số điểm tí nữa thì em sẽ làm nó gọn gàng lại các bác ạ. Rồi bây giờ chín luôn em này cho nó gọn gàng các bác nhé, xong rồi em cho sang cái thùng xốp. Ngoài kia một số cây đã cho thùng xốp và để ở ngoài kia rồi. Đấy, thì em này cũng sẽ cho sang thùng xốp. Rồi, cắt bên này trước các bạn. Em cố gắng thu ngắn lại để các bác nhìn dần dần, xong vào cắt sau. Đấy, kìm gần 3 triệu bạc cắt sướng không? Điểm lá cứ rào. Hai cái song song vòng trái đi, cái này để nuôi không cắt, cỏ lên dễ nhất mất tinh, mùi nhựa sức sống mất tinh.
con ăn xong rồi. Ok, bố có đẹp không bà? Đùi gà ấy. Đây giống cái đùi gà. Đùi gà tây. Bế nào. Đùi quá. Đó. Chỗ nào? Đây cái này giống cái đùi gà. Cái đùi gà, đâu phải cái đùi gà chỗ nào? Cắt cái đùi gà. Đây à? Vâng. Tương lai sáng láng đấy. Tương lai sáng láng. Hai tay một ngọn rồi. Cái này nuôi để tiền sẹo thôi. Đấy, thì các bác em vừa mới cắt cút xong cây này. Thì thực tế nó là một cái cút rất là hay các bạn. Nó chỉ có một cái sẹo này thôi. Còn đâu là cái sẹo bên này thì cái sẹo này thì không đáng ngại điền mà. Bây giờ nó đang bo đây. Và nuôi cái mầm này nó sẽ bo đây. Sẽ bo kín này rất là nhanh. Đấy, bên này nó đang tràn vào rồi. Thì một cốt siêu lùn. Siêu lùn chứ không phải là lùn. Chắc thì tầm hoàn thiện chắc tầm 15 phân thôi. 15 phân thôi các bạn. Cũng là một cốt là cuốn sau là một cốt làng ba vàng. Đây bệ đế nó đây các bác, nó chạy ở dưới này không đơn giản đâu nhé. Đây rất là hoành tráng nhé, bệt luôn, bệt chín, bệt dí. Thế này thì nó đuối một chút chứ không phải là không có. Cái sẹo này thì nó bò như bác nhìn điền, chỉ có điền nó mới bò như này. Sẹo to đến mấy nó ổn đấy, và nó có rất là may, nó có những cái rễ này nó vắt từ bên này sang bên này, nó kéo sẹo cực kỳ nhanh. Đây điền này nó có những cái rễ, sau cái sẹo cái vết sẹo này thì nó lại thành cái chỗ rất là điểm nhấn cây đấy. Đấy nó bò này. Chẳng cần thuốc thang cả, bò kinh khủng. Cái cút này vì sao em để lại cái tay này vì là như này, vì là em muốn đẩy cái hoành nó thấp hơn một chút xuống như này để nó bị chìa lên, thì sau này sẽ có thể sẽ phải khật cái chỗ này đi. Nếu như mà cái tay này nó ok này, giật cái đoạn này đi, gọt bên đây để giật nó xuống, hoặc là sau này sẽ phải giật cái cút này xuống bên này và những cái bông là xuống dưới này. Vừa nãy em sẽ vậy nhưng mà sẽ lâu hơn bên này nhiều. Đây là giật cái ngọn này lên, vừa là bo sẹo, khi nào nó bo nửa kín nửa sẹo này thì cái cút này có thể cắt được đấy. Và cái tay bên này thì cũng để nuôi để bò cái sẹo này, sao không bò đi, đang làm cốt ba vai mà lùn này chỉ có ba vai thôi, ba vai lùn thôi. Đấy bệ bên này khá là ổn, bên này không có sẹo trước thì lịm tít. Đấy
dựng này các bác thấy nó đang bị chìa chìa đúng không, nó bị bảnh bảnh ở trên đó đấy, thì sao và cái sẹo này sau làm cái chỗ này khá là to này, nếu không sẽ phải phẫu một phát, đục lùa một phát, bỏ cái vát cái chỗ này đi đấy, mà cái khả thi hơn là cắt cắt cái khoảng này đi, bỏ nguyên cái phần này đi, nuôi cái này đấy, bởi vì đằng nào cũng phải chờ cái này mà, chờ cái tay bên này mà đấy. Đấy, khi nào mà em nhấc ra thay cái thùng xốp, tất nhiên là cái lúc mà thay thì chắc em không quay lại, nó khá là mất thời gian và nó lem nhem đấy, thì xin phép là không quay mà chỉ để các bác hình dung nó hiện tại nó đang như này đấy, đang như này. Lúc mà chưa cắt thì chắc chả ai thích thú cây này, đang cắt xong thì chắc là mê rồi, bởi vì là nhiều khi các bác ở trên mạng các bác phải cắt sớm, vì không cắt thì bán những phôi này rất là khó, vì là đơn giản là các bác không nhìn thấy hình hài của nó, cắt đi cái lộ ra lại lao nhau vào mua thôi đấy, chân chết rồi. Cảm ơn các bác nhé, để lúc nào trồng thùng xốp em sẽ khoe bác. Thì hai cây hôm trước trồng thùng xốp đây thì đẩy đẩy ra đây rồi, hai cái làng đây, đây đấy, tống cái vườn cây này nữa rồi, thùng xốp này thì đã dành cho cây đấy bác nha. Cảm ơn các bác nha, để chuyển sang cây lắm này.